Hello tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là lớp FIFA Mobile đây. Thì giống như tiêu đề ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến anh em màn trình diễn của Fernando Torres mùa Fantastic Duo năm 2021 nha anh em. Thì ở cấp thẻ của mình đang là thẻ kinh nghiệm cộng 5 và thẻ cầu thủ cộng 3. Chỉ số thì quá kinh hoàng rồi, với tốc độ 190 và khả năng dứt điểm là hơn 200. Khủng khiếp thật sự luôn. Với một tiền đạo như thế này thì mình đánh giá đây là phiên bản hoàn hảo nhất của Fernando Torres qua mùa Icon Prime cũng như mùa Icon Top Derby. Nhiều anh em có nhận xét là Fernando Torres này thi đấu không hay thì chúng ta cùng xem video này và cảm nhận nhé. Mỗi người có một quan điểm riêng và mỗi người hợp với một cầu thủ riêng anh em ạ. Đó là cái chất của FIFA. Không phải là mình đá Fernando Torres hay hoặc là anh em nào đá cầu thủ nào đó hay, mà tất cả đá đều hay. Quan trọng là chúng ta học và nói một cách người ta vẫn hay nói là có thuần được hay không. Bên cạnh Fernando Torres thì đội hình này có quá nhiều các hào thủ khác, và hai cầu thủ đáng chú ý nhất đó chính là Paolo Maldini và Javier Zanetti cũng là mùa Fantastic Duo năm 2021. Bộ ba cầu thủ quá đáng chờ đợi này, Javier Zanetti. Nói chung về các chỉ số của mùa Fantastic Duo thì mình không nói làm gì nhiều vì quá nổi trội rồi. Và bên cạnh đó thì còn có sự xuất hiện của Mohamed Salah, Pape Neves, Ruud Gullit cộng 5, Nesta cộng 2 và Vagin Vardai cộng 5. Fernando Torres ngày hôm nay thì mình sẽ để anh thi đấu vị trí ST trong sơ đồ 4-3-3 Aztec. Phía dưới sẽ là Kevin Bryne, hai bên cánh là Pape Neves và Mohamed Salah. Đây là tình huống tiếp bóng của Fernando Torres. Anh em nhìn đầu tiên, phải nói là lực sút của Fernando Torres là quá tốt anh em ạ, không còn gì để chê. Và skin ẩn của anh là skin xoay bóng. Dù không phải là skin đẩy bóng giúp cho anh có lợi thế trong những pha đua tốc, nhưng mà tốc độ của anh thì phải nói là tuyệt vời. So với mùa Fantastic Duo nhiều tiền đạo khác thì tốc độ của Fernando Torres ở mức bình thường, nhưng mà so với các mùa cũ đã ra từ lâu rồi thì tốc độ hoàn toàn vượt trội. Đặc biệt anh em nào mà chơi Fernando Torres thì qua các mùa nào cũng vậy, AI của anh cực kỳ khôn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bàn thắng nhẹ nhàng sau pha xoay bóng đánh bại hậu vệ đối phương. Tất cả những trận đấu mình thi đấu đều là thi đấu với người nha anh em, mình không đá với bot. Mình không có cảm hứng khi mà đá với những thành phần có khả năng treo máy. Còn đây, khả năng can lướt, một trong những khả năng nổi bật khác của Fernando Torres. Anh em nào mà xem trận chung kết Euro năm 2008 ấy, thì có thể xem khả năng can lướt của anh trong bàn thắng quyết định để đưa Tây Ban Nha vô địch châu Âu và mở ra kỷ nguyên hoàng kim sau đó. Đây, những pha xoay, khả năng dứt điểm. Chúng ta dứt điểm với Fernando Torres mà ra nửa thanh lực ấy, thì bóng lúc nào cũng đi vào góc chữ A anh em nhìn này. Thủ môn của đội bạn không bao giờ có cơ hội nào. Mà một điều nữa, dù hai chân của anh không phải 5-5 nhưng mà anh dứt điểm bằng hai chân rất là tốt. Nhìn đấy, đóng cực kỳ khủng khiếp, toàn vào góc chữ A thôi. Nếu mà ra thanh lực ấy thì không bao giờ mà thủ môn đội bạn có cơ hội nào nếu mà anh rảnh chân. Khả năng chạy chỗ này. Tình huống này thì anh lại đưa bóng xuống góc hơi hẹp và dứt điểm bằng chân trái, nên là độ hiệu quả cũng không được cao. Một cái điều nữa mình để ý thấy là khả năng đánh đầu của Fernando Torres là không nổi trội đâu nha anh em. Chỉ có khả năng chạy chỗ và càn lướt thôi. Khả năng chạy chỗ và càn lướt thì tuyệt vời. Khẳng định luôn, chạy chỗ vô cùng thông minh anh em nhìn này. Đấy, chạy chỗ phá bẫy việt vị. Một tiền đạo độc lập tác chiến thì có vẻ là hơi khó đá với những anh em nào mới tiếp cận game. Còn những anh em cao thủ thì mình không nói nha. Nếu anh em nào mới chơi thì không nên để Fernando Torres đá một mình. Kể cả thời hoàng kim của anh thì mình thấy anh vẫn cặp với David Villa. Tình huống này thì anh em nào để ý thì sẽ thấy là Torres chạy chỗ rất nhanh và chạy chỗ thông minh. Nhưng mà đường truyền của Pape Neves thì lại ngoặt lại để tạo tính bất ngờ cho Kevin Bryne. Và chúng ta sẽ đi xem một trận đấu hoàn chỉnh để xem là cái màn trình diễn của Fernando Torres sẽ chi tiết hơn, cũng như là anh em sẽ đánh giá một cách bao quát hơn về khả năng chạy chỗ cũng như là thể lực của anh. Đây, đồ họa của game. Rất nhiều bạn bây giờ vẫn vào YouTube của mình và bảo là đồ họa game không ra cái gì thì mình không hiểu luôn. Đây là đồ họa của tựa game FIFA Mobile Nexon, hay còn gọi là game FIFA Mobile Hàn Quốc nha anh em. Kia là khán đài, còn đây là mặt sân. Hai đội bước ra sân thì sẽ có hai logo in tỷ số ở đầu hai hiệp. Thôi mình không lòng vòng nữa, về cái đồ họa này thì chúng ta có thể mắt thấy tai nghe rồi. Thôi cho mình PR tí thôi, chúng ta sẽ bước vào trận đấu ngay sau đây. Với sự xuất hiện của Ruud Gullit cộng 5 ở hàng tiền vệ, cùng với đó là Michael Ballack, một nguồn thể lực dồi dào. Chúng ta xem pha cắt bóng của Paolo Maldini không? Tuyệt vời như thế nào, đây là đường chọc khe cho Pape Neves, tình huống tạt bóng.
Đánh đầu, bóng định tìm đến Fernando Torres nhưng không. Cuối cùng thì quả bóng lại vòng ra và người nhảy lên đánh đầu là Mohamed Salah. Và Ben Nedved mình đánh giá thi đấu ở vị trí lờ đúp rất hay. Mà đội hình này mình rất kết nha, mình cảm thấy là đội hình này không có vị trí nào thọt luôn, kể cả là thủ môn Keylor Navas. Virgil van Dijk cộng 5 thì tuyệt vời rồi, Alexander Nesta thì không cần phải nói nhiều. Javier Zanetti, Paolo Maldini mùa FD21 ấy, thì tất nhiên hôm trước mình có làm video nói đó là cặp LBRB chất lượng nhất game. Tình huống chuyền bóng hơi chậm của Rubulit, Torres đã xin bóng mà chạy rồi, của đấy chọc khe đến thì quá tròn bài, sai lầm của hàng phòng ngự. Anh em nhìn nhá, Ronaldo top derby dòng bóng ấy, Nesta không bao giờ chèn được luôn. Quả này mình xoạc thì anh em sẽ bảo là YouTuber đã bẩn, nhưng mà không xoạc thì không bao giờ lấy bóng được của Ronaldo top derby. Anh vẫn là một trong những tiền đạo đáng chơi nhất ở thời điểm hiện tại luôn anh em ạ. Mặc dù giá đã cao hơn một chút rồi. Tình huống cướp bóng rất hay anh em nhìn. Nhưng mà ngay sau đó thì Kevin Bryner, thật sự thì mình thấy là mùa Totti bây giờ thi đấu không hay nữa anh em ạ. Không biết anh em cảm nhận như thế nào nhá. Đội bạn hơi cá nhân trong tình huống này, có đấy chọc khe xuống thì mình đã phải đối mặt với một pha nguy hiểm. Kevin Bryner từ đó đến giờ thi đấu rất là mờ nhạt nha. Lóng nga lóng ngóng. Kevin Bryner mùa Totti. Đây là màn hình khi thủ môn phát bóng lên. Ok không anh em? Quá tuyệt vời. Tiếp tục. Ruth Gullit. Từ đó đến giờ thì chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của Fernando Torres. Thì Fernando Torres lại lùi về. Vừa nói xong khả năng chạy chỗ của Fernando Torres trong những tình huống như thế này thì phải gọi là chấm hết. Fernando Torres không phải là mẫu tiền đạo suốt ngày ở trong vòng cấm và chầu trực những pha căng ngang, những pha truyền của đồng đội. Fernando Torres mình cảm thấy là anh hay đã lùi và chạy chỗ để đón những đường chọc khe. Điểm mạnh nhất của Fernando Torres, khả năng càn lướt cũng như tì đè. Bản này thì mình thấy thể lực của Fernando Torres là không ổn anh em ạ. Chỉ có thể thi đấu đến khoảng phút thứ 70 thôi, nên anh em sẽ cân nhắc. Lựa chọn tốt nhất thì mình nghĩ là Fernando Torres vẫn phải cặp với một tiền đạo khác. Để anh thi đấu độc lập thì vẫn hơi mờ nhạt. Đây anh em, xem từ đó đến giờ ngoài pha ghi bàn thì Fernando Torres không có nhiều những màn trình diễn khác. Bẫy đấy, đường chọc khe lỗi nhưng mà đội bạn đá ra ngoài. Nên là Fernando Torres cần cặp với một tiền đạo đá trong vòng cấm kiểu như là Robert Lewandowski. Fernando Torres chạy chỗ sẽ thu hút những khoảng trống và phần còn lại, ST còn lại sẽ làm hết. Tất nhiên thì anh em có thể chiêm ngưỡng khả năng sút xa của Fernando Torres rồi. Ở khu vực 16m50 khi mà Fernando Torres lỏng chân ấy thì chắc chắn là đội bạn sẽ thua. Điều đó thì mình khẳng định luôn. Những pha dứt điểm sấm sét của Fernando Torres, bóng thường đi vào góc chữ A, không có cơ hội nào cho thủ môn. Những tình huống thi đấu rất loạn quạng nha. Không hiểu sao mấy trận trước thi đấu hay thế mà trận này quay cả trận thì hàng phòng ngự lại hơi loạn quạng ở vị trí CB. Không có CDM cũng là một điểm yếu của đội hình 4-3 Aztec đấy anh em ạ. Anh em nào mà muốn phòng ngự kiểu chắc chắn một chút thì nên đá CDM. Tình huống chuyền hay đây, Fernando Torres. Ui giời ơi, quá đáng tiếc cho Fernando Torres. Vừa mình không tắt cái tự động thay người đi, thay Alexander Nesta ra. Đứng trước phải đá phạt là Kevin Bryner. Trong những tình huống đá phạt như này anh em vút mạnh lên. Kevin Bryner hôm nay thi đấu không ổn chút nào, mặc dù mình rất thích Kevin Bryner nha. Sau Mesut Ozil thì tiền vệ công mà mình thích nhất là Kevin Bryner. Còn trước đây thì chắc chắn rồi, mình thích Zidane. Ruth Gullit, đây là đường truyền cho Fernando Torres. Tiếp tục hai pha xoay người nhưng không được. Anh em có thể thấy là khi mà Fernando Torres thi đấu một mình ấy, thì lúc nào cũng như vậy. Trận đấu anh chỉ nổi lên một vài tình huống thôi, nhưng mà những tình huống đấy sẽ là những tình huống anh ghi bàn. Còn lại là sẽ lùi về sâu hỗ trợ lối đá của đội bóng, cũng như là đón bóng, không thường xuyên có mặt ở trong vòng cấm. Điều này dẫn đến là nhiều anh em đã phản ánh với mình cũng như là comment ở trên group hay đăng trên group là Fernando Torres mùa FD21 thi đấu không hay. Nhưng với mình ấy, thi đấu cực kỳ tốt luôn. Tiền đạo thì không cần nhiều, dù không hoa mỹ, không xuất hiện nhiều, không dứt điểm nhiều. Cái quan trọng của một tiền đạo cần phải có đó chính là bản năng sát thủ, cũng như là những bàn thắng cần ghi được. Và điều này thì mình thấy là Fernando Torres làm rất tốt. Nói tóm lại là nếu anh em nào mà fan của Fernando Torres thì lập tức đưa anh về đội. Kể cả là không phải fan của Fernando Torres, mình nghĩ đây là một lựa chọn tuyệt vời. Vừa là cầu thủ mới được búp và là vừa là một idol quốc dân nữa.
anh em muốn chắc bài thì có thể mua thêm một tiền đạo để cặp cùng với Fernando Torres, và chỉ định của mình là cho Fernando Torres đá với Robert Lewandowski hoặc là Ronaldo de Lima nha anh em. Sơ đồ mà anh em ưa thích thì có thể chọn lối đá 4-4-2, có hai tiền đạo là ok. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy video của mình hay, bổ ích, hãy cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một lần nữa, cảm ơn anh em.